Hôm nay không biết đánh làm gì thì đánh bowling với lại thằng em. Thư giãn, bắt đai, bắt động sản đúng rồi. Thành thử là giảm chết. Ba game nha. Rồi. Rồi vô đây. Đóng cửa đi. Cậu sân nào? Sân đây đi. Sân giữa đi. Đóng như tôi hả? Ai sân đây. Rồi.
Tao để vui không? Anh lên rồi.